Thứ quả vàng không chỉ ngon bổ rẻ mà còn là vị thuốc quý trong đông y. Mùa thu là mùa se lạnh, mùa gợi nhớ gợi thương, cũng là mùa của trái ngọt đậm đà. Một trong những loại quả được nhiều người ưa chuộng chính là chuối tiêu. Chuối tiêu có quanh năm nhưng đến mùa thu đông lại thành thứ quả quý. Hương thơm vị ngọt đậm đà lại dễ trồng ở vườn của mọi nhà. Chuối tiêu chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Không chỉ ngon bổ rẻ, chuối tiêu còn là một vị thuốc quý trong đông y. Do đó, bạn không nên bỏ qua tác dụng chữa bệnh của loại trái này. Tác dụng chữa bệnh của chuối đã được ghi nhận lâu đời trong sách cổ đông y. Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy chuối tiêu có rất nhiều công dụng về mặt dinh dưỡng và chữa bệnh. Chuối có chất béo tự nhiên và không chứa cholesterol. Sử dụng chuối nghiền để thay thế cho những thực phẩm nhiều đường là lựa chọn tuyệt vời khi làm bánh. Chuối được biết đến với hàm lượng kali cao, với hơn 400mg kali trong một trái chuối cỡ vừa. Một quả chuối cung cấp khoảng 10mg vitamin C, tương đương với 15% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe của tế bào, cải thiện sự hấp thu các chất dinh dưỡng khác như sắt. Ăn một quả chuối mỗi ngày cũng cung cấp 35% lượng vitamin B6 cần thiết, một loại vitamin giúp cơ thể sản sinh, phát triển tế bào mới. Chuối cũng là một nguồn mangan tốt, cần thiết cho sức khỏe xương và sự trao đổi chất. Một quả chuối có khoảng 3g chất xơ, giúp bạn no lâu và tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa. Ăn chuối cũng cung cấp chất sắt, magie, canxi và phốt pho, cũng như vitamin A, E, folate, caroten và choline. Đây cũng là một loại trái có chứa một lượng nhỏ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y, chia sẻ những bài thuốc chữa bệnh dễ áp dụng từ chuối tiêu ai cũng nên bỏ túi khi thời tiết giao mùa. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chuối tiêu để làm thuốc chữa bệnh. Ăn chuối cũng giúp cơ thể luôn dồi dào sinh lực, đôi mắt sáng và làn da khỏe đẹp. Một số bài thuốc chữa bệnh từ chuối tiêu rất dễ làm, dễ thực hiện mà bạn có thể làm ngay tại nhà. Đối với bệnh viêm khí phế quản, ho khan, đờm ít dính, táo bón, lấy 3 quả chuối tiêu chín, 100g đường phèn. Chuối tiêu bóc vỏ, đem cắt thành từng đoạn khoảng 2cm, cùng với đường phèn, đem hấp cách thủy, ăn mỗi ngày từ 1 đến 2 lần cho đến khi hết bệnh. Đối với bệnh nhân cao huyết áp, mỗi ngày ăn 3 lần chuối tiêu, mỗi lần ăn 1 đến 2 quả. Ăn liên tục trong 2 tháng sẽ giúp giảm tình trạng bệnh một cách đáng kể. Người bị táo bón, ăn chuối tiêu trước khi đi ngủ sẽ đem lại công dụng chữa bệnh táo bón rất công hiệu. Người bị viêm loét dạ dày, chuối tiêu xanh đem sấy khô, tán thành bột, ngày uống 3 lần, mỗi lần 6g. Người bị đau dạ dày, lấy chuối tiêu xanh gọt vỏ, rửa sạch, sắt thành từng miếng nhỏ, ngâm qua nước muối, sau đó đem phơi sấy khô, tán thành bột mịn, cất vào lọ, mỗi lần lấy khoảng 30g đem ra uống với nước sẽ có tác dụng chữa đau dạ dày. Hoặc bạn có thể trộn thêm cùng mật ong để tăng cường khả năng chữa bệnh.